Ngày nay địa cầu xảy ra nhiều chuyện Khắp nơi đều có thiên tai Do nguyên nhân gì? Ý niệm có vấn đề Tất cả đều là ý niệm bất thiện Điều này trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rất hay Ý niệm tham Tham lam Tham lam không có giới hạn Chưa cảm nên điều gì? Thủy tai Hồng thủy, nước biển dâng cao. Nước sông tràn lan. Chiêu cảm điều này. Sơn nhuế, đây là nỗi nóng. Chiêu cảm lấy quả hoạn Núi lửa phun trào. Nhiệt độ địa cầu tăng cao. Chiêu cảm lấy điều này. Khởi tâm động niệm có liên quan đến địa cầu. Không những liên quan đến địa cầu Mà còn liên quan đến toàn vũ trụ Vì toàn thể vũ trụ với chúng ta Là nhất thể Vũ trụ đích thực giống như lưới điện Một màn lưới điện không nhìn thấy Ý niệm chúng ta vừa khởi Biện pháp giới hư không giới đều biến Vấn đề này gần đây các nhà khoa học đã phát hiện Chúng ta chỉ cần cẩn thận với ý niệm của mình Đừng để sai Tương ưng về tạnh được Tất cả đều tốt đẹp Ý niệm ngu si Ngu si là không hiểu rõ lý Không hiểu chân tướng sự thật Chiêu cảm lấy gió bão Ngạo mạn Chiêu cảm địa chấn Hoài nghi là phiền phức nhất Nghiêm trọng hơn bà thư trước Hoài nghi gây nên điều gì? Chiêu cảm là đất đai lỏng lẻo Đất đai vốn chiên cố Có vấn đề nên tổ chức đất đai lỏng lẻo Rất dễ sụp xuống Hiện nay chúng ta thường nghe nói hố tử thần Nguyên nhân này là gì? Hoài nghi Hoài nghi Đến lúc nghiêm trọng Lột địa chúng ta chìm xuống đáy biển Núi cao sụp lở Nói cách khác chính là tham sân si mạng nghi Đối với thân thể chúng ta Tham sân si mạng nghi gây ra độc bệnh cho lục phủ ngũ tạng Đối với bên ngoài thì gây ra nhiều thiên tai cho sơn hà đại điện Chúng ta muốn cứu thiên tai này Thực tế mà nói thì không khó Ý niệm thay đổi Không tham Sẽ không có lũ lụt Không sân hận Sẽ không có quả quản Không ngu si Sẽ không có gió bão Không ngạo mạn Sẽ không có động đất Không hoài nghi Đại địa xóa an định Như trong kinh địa tạng nói Kiên lao địa thần trên địa cầu này sẽ không xảy ra sự cố. Nếu quý vị hoài nghi không tin điều này, không tin đất sẽ sụp xuống, núi sẽ lở, đây là do không tin. Trong thời đại ngày nay, tôi cảm thấy trong phiền não nghiêm trọng nhất chính là hoài nghi. Vì hoài nghi nên ở trước đều không tin. Nếu có người không hoài nghi Họ sẽ tin những điều ở trước Nên hoài nghi là Nguyên nhân căn bản của tất cả thiên tai Tất cả tật bệnh Tai họa. Quý vị thì bây giờ rất tiền phức Hoài nghi cổ thánh tiên hiền Hoài nghi Phật Bồ Tát Đây đúng là chỉ còn con đường chết Điều này chưa từng xảy ra trong xã hội ngày xưa. Có hoài nghi nhưng rất ít, chỉ là thiểu số. Hiện nay hoài nghi quá phổ biến, khắp nơi đều như vậy. Người hoài nghi thật đáng thương, đến bản thân họ cũng không tin. Sống thật đáng thương. Ở nhà không tin cha mẹ. kết hôn rồi vợ chồng không tin tưởng nhau con cái không tin anh em không tin nhau bạn bè không tin nhau khắp xã hội này họ tìm không được một người đáng tin quý vị nói sống như người này đáng thương biết bao không tin thế gian có người tốt đây là gì đây là tư tưởng của người phương tây phương đông không như vậy Người phương Đông từ xưa đến nay không hoài nghi mà tự tin Quý vị xem nhân nghĩa lệ trị tín Niềm tin là mẹ của mọi công đức Người phương Đông có tự tin Tin tưởng cha mẹ Anh em chị em không ai không tin Tin tưởng bạn bè Làm thế nào mới có thể kiến lập niềm tin này Đối với giáo huấn của Thánh Hiền Quý vị xem mấy ngàn năm nay Làm gì có hoài nghi Chỉ có thời đại này Khi tôi còn nhỏ Trước 10 tuổi Tôi sống ở nông thôn Người trong thôn trang Đều phát sanh tranh chấp Tìm người đến hòa giải Tìm ai? Tìm thầy dạy trường tư thuộc Thầy giáo của tư thuộc Cứ đem lời khổng tử ra nói Mọi người đành chịu Sự việc lập tức được giải quyết êm đẹp Không cần pháp luật Không cần cảnh sát Thầy giáo chỉ nói Khổng tử nói thế này Mạnh tử nói ra sao Tâm bình Vấn đề lập tức giải quyết Họ có niềm tin đối với truyền thống văn hóa Có niềm tin đối với thánh hiền Quý vị xem Đối với một tú tài nghèo Dạy tư thuộc ở nông thôn Người ta đều có niềm tin đối với họ Người đọc sách Người hiểu lý lẽ Họ đã có niềm tin Hiện nay không còn nữa